Xong rồi thì hãy để cửa sổ ở đây và ta tạo ra một cái mục đích riêng đi.
copy đường dẫn của nó. Đây là dẫn vào đây đúng không? Ta copy vào đây. Và thêm cái hỏi chấm WSDL để nhìn thấy áp lúc có hot vào. Ta muốn đổi tên, chưa đổi tên là ta muốn kia nhé. Công như là lấy cái tên này được chưa? Sau đó ta dùng thôi. Test nó thôi. Rồi code luôn ở đây. Using lúc có hot. Sau đó gọi cái lớp service translator object này. Sau đó object chưa? Cách làm cách gọn, thế còn là bên trong các nghiệp vụ của nó thì là chúng ta học từ các môn trước rồi. Đó, cái phần nghiệp vụ của bên trong, ví dụ như bài toán này giải quyết cái gì thì không liên quan đến phần này. Phần này liên quan đến